bưng ra tới đây nha các bạn. Thì để cho anh này giới thiệu cho các bạn xem nha. Đây là cái lúc chưa nướng nha, mới đem ra nha. Cái này là mới ướp xong hết rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, cái món này là cái gì anh? Đây là heo rừng. Heo rừng. Đây là nai. Nai, nai đây nha các bạn. Dạ. Đây là đà điểu. Ồ, nai đà điểu. Thì cho em thắc mắc thêm hỏi cho anh hỏi xíu là hai cái món này nhìn khá giống nhau, thì sau khi mình nướng thì nó có gì nó đặc biệt nó khác nhau xíu không anh? Cái đà điểu á dạ. Thì khi mình nướng. Chào các bạn đã trở lại với channel Trang Thuốc Bổ. Thì hôm nay ở khu vực của thị xã Kiến Tường mình, tôi đã phát hiện được một cái quán là mang tên là The Sinh. Đây thì chia ra hai bên nha các bạn. Một bên đó là trà sữa, mì cay và thức ăn nhanh. Rồi còn một bên kia là khu ẩm thực, đó, lẩu và nướng. Thì để biết trong cái quán này cái view như thế nào, phù hợp cho các bạn trẻ, ngồi nơi nào, bên nào, mình ăn mì cay, uống trà sữa như thế nào. Còn cái khúc bên nào là mình ngồi ăn lẩu nướng này nọ, nó ngồi ngoài trời hay là như thế nào, trong phòng hay sao. Thì mình sẽ dắt các bạn vào trong. Thì mình sẽ dắt các bạn vào tham quan nha, tham quan hết cái quán này nha, cho các bạn biết ở bên trong có cái gì nha các bạn. Ok, đi. Ok, và bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn, đây là anh chủ quán nha các bạn. Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì vậy? Dạ, em tên Phong. À, anh này tên Phong nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để anh này dẫn các bạn cùng mình đi tham quan hết cái quán nha. Đó, bây giờ nè, cái quán của anh là chia ra hai bên nè, bên này là trà sữa, mì cay, thức ăn nhanh. Anh có thể dắt em vào phòng xem ở cái view cái quán như thế nào luôn anh? Dạ rồi, rồi. Vô mình đi nha các bạn. Ok. Đây, ở ngoài bước vô nha. Đó. Trong đây là mình, anh đi vô trước giùm em. Dạ. Mình phải có chủ quán dẫn đi mình mới biết các bạn ơi. Đây. Đó. Bên đây là mình uống trà sữa ha. Mì cay ha. Trà sữa, mì cay, thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh ha. Đó, trà sữa, mì cay, thức ăn nhanh. Đây. Rồi. Ok, mình sẽ đi tiếp đến chỗ khác nha các bạn. Đây trên lầu hay sao anh? Có trên lầu kìa. Rồi, anh dẫn em lên lầu đi. Dạ rồi. Đây, để anh Phong dẫn các bạn đi nha. Đi. Ồ. Ok, thì mình xin phép các bạn trẻ cho mình quay xíu nha. Ok. Ok, ok, ok. Dạ. Yeah. Đây là khu ngồi bệt. Dạ. Khu này là khu ngồi bệt đúng không anh? Dạ. À, mình khu ngồi bệt. Ở đây chắc em nghĩ chắc mấy bạn ngồi uống trà sữa đúng không anh? Dạ, ngồi uống trà sữa với thức ăn nhanh. Dạ, thức ăn nhanh. Còn bên kia như sau lưng cái màn là có cái cửa hay sao anh? Ở đây có cái cửa nhưng mà mình không có đi lối này. Dạ, không đi lối này. Dạ rồi. Dạ rồi, mình sẽ đi cái hướng ở dưới hay sao anh? Hướng ở dưới đi lên là lên lầu đúng không? Dưới có cái lối đi lên khu ẩm thực. Dạ rồi. Dạ 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 rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ anh Phong dắt mình đi cái hướng bên kia qua vậy để biết bên kia có cái gì nha các bạn. Ok. Đi thôi, mình đi xuống dưới thôi. Ok, chào các bạn nha. Nè có hả? Đó là coi. Đây, ok anh, đến đây thoải mái. Dạ. Bên đây, giờ tới bên đây nha các bạn. Bên đây là bên khu ẩm thực lẩu nướng. Ôi có hai bạn quá xinh. Nói chơi với hai người này là quen biết nha. Rồi đi lên anh ơi. Ẩm thực lẩu và nướng ở đây với lại ở dưới dưới đất. Dạ. Thì ai thích cái không gian ở chỗ nào thì ngồi chỗ đó anh ha. Trên đây cao ráo thoáng mát rồi mình nhìn xe đường rồi đi đường đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Và bây giờ là mình sẽ cùng với anh Phong đi xuống dưới. Mình rất thích là cái view ở ngồi ở dưới các bạn. Rất là nhìn rất là thân thiện. Ok anh ơi. Ok. Ok. Khá là thích ngồi cái view ở dưới ở đây nha các bạn. Ở đây thì ngồi nhìn nó thân thiện hơn. Đó, ok, bây giờ mình sẽ lấy cái menu cho các bạn xem. Ok, anh đây cho em mượn cái menu. Đây. Đây là cà phê hạt nè, cà phê kem, sinh tố, trà sữa, ăn giặt. Con bắt wifi đẹp quá ta.
Ok, biết cái gì nè. Ủa, điểm tâm sáng mình có bán đồ ăn sáng đúng không nha anh? À. Bán từ mấy giờ vậy anh? Bắt đầu 6 giờ sáng. 6 giờ sáng anh? Mình bán tới mấy giờ là mình hết anh? Bán thường khoảng tới mấy giờ? Khoảng từ tầm khoảng 11 giờ. 11 giờ là hết. Nhưng mà có những cái món thì mình bán cả ngày, bò bít tết, bò sốt phô mai. Dạ, dạ rồi. Thức uống nè, hồng trà. Đây nè, dở cho các bạn xem nha. Đó. Ok. Đây thức ăn nhanh nè. Đó, thì nãy mình có quay cái phòng để ngồi ăn thức ăn nhanh rồi uống trà sữa đó các bạn. Thì đó, thì ngồi cái phòng đó để thưởng thức các món này. Quá là hợp lý nha. Đó, máy lạnh mở riu riu lên. Lạnh mở riu riu lên, ăn uống là thoải mái. Ok, mì cay nè. Mì cay đủ cấp độ luôn hay sao anh? Cái này có đủ cấp độ không hay là sao? Có đủ cấp độ luôn. À, có đủ cấp độ luôn ha. Ok. Rồi bây giờ là ăn giặt nè. Đó. Mình để cho các bạn xem nha. Đó, chỉ để mình giới thiệu từng món thì clip này tới 12 giờ tối chưa xong nữa. Thì để vậy đi, rồi các bạn thích món nào thì các bạn hãy đến đây thì các bạn hãy thưởng thức thôi. Địa chỉ ở đây là 293 Lê Lợi Nói Dài, phường 1, thị xã Kiến Tường, gần trường cấp 3, nằm chính giữa trường cấp 3 cũ và trường cấp 3 mới đó các bạn. Thì hôm nay mình đến đây là vì cái tờ giấy này. À, tại vì cái tờ giấy này là có các món là heo rừng nướng nè, nai nướng nè, đà điểu nướng nè, bò Mỹ nướng, tôm nướng, bạch tuộc nướng, nghêu hấp xả, sò huyết nướng mọi, bò cuộn, nấm kim, kim châm ha anh? Kim châm, nhúng giấm, trời ơi cái món gì nghe lạ vậy? Lẩu thập cẩm, chua cay mini. Đó. À, ở dưới là các món lẩu nha các bạn. Lẩu bò Mỹ nữa nè. Bây giờ là mình đến đây là mình sẽ làm ba cái món này đi. Bây giờ anh làm cho em ba phần. Một phần heo rừng nướng, nai nướng và một phần là đà điểu nướng. Đó, hôm nay mình đi ba người nha các bạn. Kêu ba món này ăn trước đi. Rồi có món nào mình thèm nữa mình kêu nữa nha các bạn. Đó, ba món này là thề là chưa ăn luôn nha. Ngồi ăn là cảm nhận luôn nha. Đó, thắc mắc gì là hỏi anh này luôn, anh này sẽ giải đáp cho mình luôn. Đó, ăn uống sao, mùi vị sao, mình sẽ feel, mình sẽ cảm giác cho các bạn biết. Ok. Nghe thấy cái món gì mà đà điểu nướng là thấy là ok rồi đó. Đà điểu nướng mình, anh có thể nào cho em leo lên đà điểu cải xíu rồi hả nướng không? Ba món mình kêu là heo rừng với lại gì ta, nai với lại đà điểu đã bưng ra tới này nha các bạn. Thì để cho anh này giới thiệu cho các bạn xem nha. Đây là cái lúc chưa nướng nha, mới đem ra nha. Cái này là mới ướp xong hết rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, cái món này là cái gì anh? Đây là heo rừng. Heo rừng. Đây là nai. Nai, nai đây nha các bạn. Đây là nai. Dạ. Đây là đà điểu. Ờ, nai đà điểu. Thì cho em thắc mắc thêm, hỏi cho em hỏi xíu là hai cái món này nhìn khá khá giống nhau, thì sau khi mình nướng thì nó có gì nó đặc biệt, nó khác nhau xíu không anh? Cái đà điểu á, dạ, thì khi mình nướng lên nó sẽ đổi thành cái màu nó hơi trắng. Dạ, hơi còn trắng đà điểu ha. À, còn nai thì nó vẫn giữ cái màu đỏ của nó đỏ, dạ, sậm lại. Đỏ sậm lại, đó là cái sự khác biệt nha các bạn. Còn để ăn được cái món này mình sẽ nướng xong rồi mình sẽ thưởng thức, rồi mình sẽ nói cái cảm nhận của cái món này cho các bạn biết nha. Ok, bây giờ để lên nướng đi bạn ơi. Rồi ok, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Ok, rồi anh Phong. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay nướng cho các bạn xem nha. Nhớ món đó món gì không? Nai. Nai phải không? Nai chưa? Phải nai không nha, để hỏi anh kia lại nha. Hồi nãy anh Phong nói như là đà điểu là điều đã đà điểu là nó sẽ trắng đúng không? Mẹ rồi, dính cái này. Chết mẹ rồi. Hai tay cũng được. Ủa sao nó bị tét ra luôn rồi? Ừ, mỏng mà. Ok. Đó. Nướng sao mà hồi đà điểu phải trắng nha. Phân biệt nha. Đâu miếng nào miếng nai đâu, nhớ không? Nai là miếng bự á. Đây cái lưỡi này nó có lớn quá, nó khét không ta? Nó khét không anh? Tại vì lúc mới đưa lên cái vị nó còn nóng á. Dạ 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 đúng rồi. Một chút xíu là nó có dầu để em đi. Ở không làm gì phụ tại ơi. Vô ăn. Đây.
em tên gì nè, em giới thiệu không đi. Dạ em tên Hữu. Em tên Hữu không? Dạ. Em đang làm gì? Dạ em cắt tóc anh. Cắt tóc chỗ nào? À, em ngay chỗ quán The Fest, quán đồ số quần áo đối diện ngay tổ tèo của xe. Đây quán The Fest này nè, là chủ quán The Fest sau lưng đúng không? Đúng đúng bà chủ chưa? Dạ đúng rồi. À, là đối diện quán bà chị dạ, đó phải không? Chạy vô chút xíu nữa. Chạy vô chút xíu nữa. Dạ. Sao nó đối diện? Em okay bị liệu, em bị liệu tại vì em mới lên sóng lần đầu. À, có nghĩa là thấy bà chị đó xinh quá rồi. Dạ, em bị liệu. Bị ám ảnh trong đầu rồi, đối diện quán bả luôn phải không? Nói chung là chị dễ thương quá. Bà này là The Fest luôn nha. Thế này đi ăn lẩu nướng là review luôn, hất tóc rồi The Fest quần áo luôn nha các bạn. Nếu như mà mọi người có thương tình thì ủng hộ em nha. Em tìm em là Hữu Weber. Hữu Weber nha, Hữu Weber đúng không? Ok, bữa nào anh dẫn thằng Vũ thì hớt cái đầu anh để cho nó dưỡng cái ót hay dài chứ hớt răng cũng khá bảnh giùm anh nha. Dạ rồi. Hơn trước mấy ngố chấn hai bát vuông lên để ót cái dài. Ok anh. Ok mình trở lại nha. Quét lên đó cho nó đừng có dính. Rồi ok anh Phong ra đó, anh Phong đem ra dầu không anh? Mình quét lên cho đừng dính nha các bạn. Để anh quét. Rồi lên phòng với em. Hồi lên phòng với em luôn nha. Trời ơi là trời, nướng xong hồi bị bắt lên luôn kìa ông anh. Gắng ăn đi, gắng ăn đi cho cái gì? Ờ có sức á, bồi bổ năng lượng vô. Quét cho đây. Có bỏ miếng kia vô chưa? Cái miếng heo rừng vô chưa cốt? Heo có. Heo có chưa? Có chứ. Nhìn đi. À đây đẹp phân nè, view đây, ok thôi. Heo mỏ heo quá. Hấp dẫn không mọi người? Dẫn mọi người kìa. Thơm phức anh Phong, cái này mình chấm gì anh Phong? Mình ăn mình chấm gì anh? Ở đây nước chấm của quán mình làm. À cái này là gì anh? Đây nước chấm dành cho ăn đồ nướng. Ăn đồ nướng là cái này mình cái tạt là cái gì á anh chế ra cho em coi rồi. Đó. Tương á anh hay là cái gì anh? Tương là cái gì? Em thấy giống có muối tiêu vậy? À, nó hỗn hợp nhiều thứ lắm. Hỗn hợp nhiều thứ ha. Dạ. Ok. Đó thì các bạn biết rồi, thí dụ như mình ăn một dĩa cơm tấm á là thí dụ như một cái chén nước mắm là nó quyết định là khoảng 70-80% cái quán đánh giá của quán nha các bạn, thì ở đây cũng như vậy. Đó, quán chấm mình nhìn anh Phong nói cái gì khá là nhiều cái gì trong đây lắm rồi nè. Ôi gia vị nó giống như một được rồi nè. Bây giờ giống như là nước sốt vậy. Nước sốt để chấm đồ nướng. Chấm đồ nướng. Dạ ok anh. Chở thêm. Sao bây giờ sao mấy ông nướng gì bị đen thui của người ta luôn vậy? Dạ, không miếng thịt vậy là nó mới là chính. Phải không nha. Dạ, đúng rồi. Không. Phải miếng thịt vậy chín không nha. Chín rồi đó. À. Dạ. Ok. Tao tưởng đâu. Được rồi, hủ nó rồi cái kết. Ôi nướng chở về đều đều coi. Quay đi, tao đang hút thuốc luôn vô. Camera heo đang hút thuốc rồi các bạn, miệng hơi thúi nha, nói chuyện ảnh hưởng lắm các bạn ơi. Ok. Nó nhìn bắt mắt quá ta. Thơm lắm á mọi người. Tại sao không bỏ miếng đúng rồi ha, nãy giờ đậu bắp với lại cà tím lên. Nó thịt hơn. Nãy giờ quên luôn. Mấy ông lo thịt không mấy ông? Chết rồi. Ôi, cái này để ngoài nha, cái này để lên nướng xong luôn á. Xà lách với lại cà chua. Ok. Đó. Thì muốn thưởng thức được món nướng thì mình phải chờ đợi nha các bạn. Đây có thời gian nướng này nọ. Mình ăn kèm với cái này rất là ngon. Này là sao ta? Cái này kim chi ăn luôn, không có nướng. Ăn luôn có nướng nha. Ở phân biệt ra nha. Đúng rồi, ăn kèm. Diện nướng chết luôn. Không nói ăn kèm mà. Ok. Đây nè, quay sát lại cho các bạn xem nè. Vậy để hồi sát cái nhiệt độ báo máy nữa giờ giống hổm chỗ quay của bạn y chang vậy nè. Để gần vô. Bạn cần làm mát iPhone nóng lắm rồi. Tắt nguồn liền ngay lập tức luôn. Dẫn không? Fail. Thảy cho tủ lạnh đâu. Những miếng thịt rất là hấp dẫn. Thơm lắm. Ok. Cái nào chín đâu, gấp ra đi. Chín chưa? Okay. Gấp nha. Ok. Này được rồi. Sao gấp cho tôi hoài vậy? Ừ đúng rồi. Cái đó là miếng này, gì? Cái này là đó mày xác định đi, cái đó là miếng gì đó mày nói mày nãy mày phân biệt hay lắm đây mà. Đây nè, nãy lộn đà điểu nè, còn lại
heo rừng. Nai với heo. Nai với heo đâu, nai là nào, heo là nào, đâu đâu phân biệt được không? Cái nào mỡ là heo. Có mỡ là có heo đúng không? Đúng rồi, hay đó. Đó. Nè, anh này trắng à. Anh nào trắng đâu? Trắng đó là đà điểu. Đà điểu đó, đúng chính xác. Nhớ không? Ok. Bây giờ quất liền đi. Cái nướng này thì mình nướng tới đâu mình ăn mình làm cho nó đi các bạn ơi. Chứ đẩy hồi là nó nguội là nó mất cái hương vị liền. Nguội là mất liền. Em bỏ cái gì mà một đống vậy mấy ông nội? Ừ, chia ăn đi. Em gấp em ăn miếng đi. Ê coi chừng gấp vô chén dầu rồi xong luôn nha. Nãy con nào gấp vô chén dầu hả? Để tao mới ăn cho mình biết. Tính nhúng dầu gì ông nội hay nhúng dầu hả? Em ok. Cái miếng heo nha. Đũa. Đổ đồ ha, cắt kiểu rồi. Anh vừa nướng nội ơi. Nè bây giờ mày nhắc lại cho tao đây, cái miếng tao là miếng gì, miếng này miếng gì? Heo chắc chắn luôn. Heo đúng không? Ừ. Heo rừng nướng đúng không? Có mà. Ok. Bây giờ mình sẽ mình đi ăn mình sẽ quan trọng cái này nè các bạn. Đây. Mình sẽ cảm nhận cái chén nước chấm này trước cho các bạn xem. Thì anh Phong có nói là cái chén nước chấm này làm là rất là nhiều nha, rất là nhiều thứ trong đây thì mình sẽ ăn, mình sẽ biết cho trong đây có cái gì. Ok, mình thử nha các bạn. Này sốt, có sốt nè, chua, chua, hậu hay mặn, dịu xuống ngọt. Là trong đây sẽ bỏ lại muối tiêu nè, chắc có chanh một tắc ha, có gì nữa ta? Đường bột ngọt mắm nêm. Đường bột nêm bỏ vô xào chẻ ha. Bỏ vô xào chẻ luôn cốt. Êm 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 êm, chấm êm. Chấm này anh làm là không không có giống ai nữa. Lạ cái phong cách quán của ảnh nha các bạn. Được chưa mấy ông? Nè đây. Thôi để tôi mấy này mất thời gian quá. Đây là cái miếng heo rừng đã chín rồi nha. Ok. Rồi quất thôi. Đây chấm vô. Đó. Thì tôi ăn rất là cần là đậm đà bởi tôi nhúng một xíu. Đó kẹp kẹp vô ai kẹp kẹp này vô cho miếng rau vô nha các bạn. Chua, cà chua nè. Này cà chua. Hồi nãy giờ tôi bỏ qua đó luôn á. Bỏ qua đó gì tao có nói rồi mà, bỏ qua gì nữa. Thì mình ăn mình mé chứ. Ok. Thầy bắt tay mày. Thầy chờ mà. Qua. Thầy mệt bắt đổ đúng quá. Ok vậy đi. Ok. Ngon. Cái gì cuốn nó chua 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 nè. Tao phái cái chua. Phái cái chua đó không? Tùy người nha. Tôi thích mặn, tôi thích chua, ngọt. Nó gì cú chua chắc là do là kẹp miếng cà chua quá cốt. Bây giờ tao muốn ăn heo không nè. Cảm nhận heo không nghe không? Thơm quá bạn. Nói bạn nghe là thơm. Vậy heo kìa. Hả? Thịt heo thì mình rất là quen thuộc rồi. Hả? Heo rừng nó cũng giống giống thịt heo của mình thôi. Nó là cũng chưa không có gì khác lạ chút xíu. Thì quan trọng cái nước ướp nè, nước ướp đây làm ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử miếng đà điểu. Đà điểu đâu? Đâu phân biệt đà điểu đâu đâu. Để kia nói kiến thức mày sao, đà điểu thịt trắng, trời thịt tím gì đó. Trắng tát luôn nè, đà điểu nè. Đây là đà điểu không? Phải không nha? Thịt trắng luôn. Nãy em đưa thịt heo luôn cái gì nha. Không ăn vô tôi chừng biết mà ăn biết liền rồi. Thịt nai nè, nó là nó màu sậm hơn đó, nó đen thui luôn rồi, khét mẹ rồi. Khét mẹ luôn rồi. Nãy anh kia nó là vàng thôi mấy ông. Nè đà điểu là trắng nè. Nay là người ta nói vàng mà nó nướng bây giờ đang thui luôn rồi. Bây giờ là thịt này là thịt cong mới cốt. Thịt cong mới nè. Như cà chua bự quá. Đâu mày ăn mày cảm nhận mày ăn thịt gì vậy? Heo. Thịt heo phải không? Heo giống tao thôi. Thôi giờ quất đà điểu nha. Mình kẹp rau vô á, mình ăn thịt mình không cảm nhận hết thường. Hết được đâu các bạn ơi, mình sẽ không đi. Không xong rồi kẹp rau không? Khá là khói rồi. Chưa biết ăn sao, nghe khói dữ lắm rồi nè. Đà điểu không? Ngon à. Ăn cái cát thì thay điện mọi người, ngon nhiều quá. Đà điểu ngon nghe không?
kiểu phê không? Em nhìn đây em còn thèm chết đi được đây. Sao em không ăn miếng đi, em ăn đi. Ừ. Đà điểu ngon lắm mẹ ơi. Điểu em là người có tâm luôn, nướng cho nó. Đà điểu cái hậu của đà điểu là ngọt hơn. Ngọt hơn thèm. Đó. Kim chi nha. Thank you, thank you. Tôi kết là điểu hơn rồi nha. Bây giờ nè nói cho các bạn nghe nè, nướng này bây giờ thằng ngủ gì bay bơ gì nè, với thằng này với thằng tài bơ bay gì, hai thằng nướng cái kè cái gì mà đen thui rồi rồi cái miếng thịt của người ta. Anh này có anh Phong nè, bây giờ hỏi anh Phong nè các bạn, anh Phong giờ nướng vậy đúng không? Nướng này là quá khét rồi. Nhưng nướng vậy là trang học môn văn tả tập văn là có 2.5 điểm. Em dân nghiệp dư mà làm kì sao vậy? Đó để anh Phong nướng nè, bây giờ anh Phong nướng một cái miếng thịt nào mà thịt này là gì? Cái này heo rừng này nè. Ôi này. À, cái này đúng rồi, cái này nai. Nai đâu, bây giờ đem miếng thịt nai cho anh Phong nướng cho coi cái gì mà lại nướng đen thui thui rồi lùi. Đâu nai đâu? Nai nè, đó. Nè. Cái này mình để khoảng bao mình nhìn lần sau mình trở về được anh. Mình trở được cái miếng mà mình vừa phải thôi không? Mình trở thường tại vì mình canh cái than nó nóng nhiều mình phải trở thường. Dạ. Để nhiều lâu quá nó bị cháy. À. Thì mấy heo rừng này cái mặt này vậy là được rồi nè. Vậy là được rồi đúng không anh? Hồi nãy nướng vàng khè đang thui luôn kìa, nãy em ăn vàng khè đang thui luôn. Mà ăn vẫn ngon, cái có cái hậu ở trong này mà. Như vậy là được rồi nè. Vậy là đang được rồi đó. Đó. Không, hồi nãy cái miếng gấp cho ta cũng giống giống như vậy nè, chứ đâu có khác gì đâu. Mình nướng lâu quá nó bị có cái miếng này nè, cái miếng đen này nhìn cho khác liền nè. Đó. Nhìn chất quốc liền không? Đó, ăn được mà. Cái này thì ăn được bình thường có gì đâu, nhưng mà nó bị khét ông nội. Đó. Bây giờ mình hỏi anh Phong chủ quán đây là đây là những bạn nào mà sắp tới đây ăn á thì các bạn nhớ các bạn nướng vừa phải đó nha, nó lật bề lật là vài cái là mình đang xuống bút được rồi. Anh Phong nói là cái miếng vàng vậy là ok rồi. Đúng rồi. Đó, cái màu vậy là mình lụm tiền nè, lấy lưới nè các bạn. Chứ đừng có để nướng quá trời, hai ông anh này em nướng cái gì mà hồi đi hấp tóc rồi cái gì này đi gì cái này đi cái... cắt kiến gì hai thằng ok nè, miếng nướng khác nè, nhìn hấp dẫn hơn liền không, quá thơm lắm các bạn ơi. Đây cái này cũng ăn được rồi nè. Cái này là gì anh? Cái này là đà điểu. Ừ, đà điểu chính xác đó, hiểu nè. Đó. Cảm ơn anh. Là điểu rồi. Điểu luôn. Cái thằng này gì? Là điểu ăn vô hát tự cường á. Điểu ngon lắm á. Điểu ngon lắm mẹ ơi. Em kết món là điểu đây đó. Cái khẩu vị của mỗi người nó khác nhau đấy các bạn. Đó, ví dụ như mùi người này thích chua, cay, ngọt, mặn, nó thấy không, nhiều người khác nhau. Nhưng mà cái là điểu ở đây nè, là điểu ở đây là anh Phong mà chị biết mình ướp làm như thế nào không biết, hay là do cái nước chấm này nó ảnh hưởng quá, rất là thơm. Nó ăn vô là lúc cái hậu á, lúc nào tôi cực kỳ thích cái quán nào là có cái hậu cuối cùng. Nó cái hậu ăn cái là mình phải nhớ cái món đó để mốt, ví dụ như mình đi đâu xa, ví dụ có cái quán đó gì sao ăn vô cái mình phân biệt được. Ừ, thịt đà điểu thịt gì thịt sao ăn vô cái mình phát hiện liền nó đà điểu á anh. Em kết đà điểu rồi, nó giờ bị mê món đà điểu. Ăn đà điểu chưa ăn nữa. Ăn đi, em là đẻo lên đi, ăn đi, cảm nhận là đẻo quá. Mới thử này má chua quá, cay quá. Này chua cay hả? Tao ăn thấy bình thường mà. Không, mọi người mới khác không? Đúng rồi, kim chi Hàn Quốc thì phải chua với cay. Ừ. Là kim chi Hàn Quốc. Đúng mà chua. Đặc biệt là chua á. Chua lắm. Tao thấy có cay gì đâu. Rồi, cay, hơi cay. Có nhẹ à. Thì buổi sáng là anh Phong nói là có bán đồ ăn sáng này các bạn, điểm tâm sáng. Còn buổi tối là mình lẩu nướng là mấy giờ có à? Chiều là có rồi đúng không? Chiều là khoảng tầm 4 giờ mình có rồi. 4 giờ là có rồi đúng không anh? Nếu mà mình muốn ăn sớm thì mình phải order trước. Dạ, order trước. Dạ, ok anh.
lời xin mặt trời đúng không anh? Đúng mặt trời ha. Đúng này là mình mặt trời đúng này mặt trời lặn hết à? Đúng này cũng tay mặt trời lặn đúng không? Nó là mặt trời vô sập xuống nè, đèn lên. Nãy giờ phong thủy dữ lắm à. Bây giờ mọi người quên đi ăn kèm với lại cà tím. Cà tím gì cà đen rồi. Cà đen rồi, đậu đen. Cái này đậu bắp mình nướng thành đậu đen nè. Nè nướng vậy không này kêu ăn gì? Đậu đen. Tại vì nãy giờ mình không có để ý tới. Nè mấy ông nướng này là mấy ông phá luôn cái dĩ của ta. Chỉ quá đen rồi, cái này là đậu bỏ luôn. Tính ra là nãy giờ ăn thịt. Thôi dục xuống để vô cái chén đi, mình để vô cái dĩa cái chén không đi. Đừng dục thì bậy bạ. Rồi ok. Đó anh Phong nãy giờ mình hỏi anh Phong, Phong nói rất là rõ ràng cho các bạn biết nha. 4 giờ nha, các bạn muốn ăn sớm thì nữa các bạn order trước. Cái này mình có bán đem về đúng không anh Phong? Có bán. Mình có ship không? Có ship luôn. Có ship luôn đúng không? Nội ô kiến tường luôn ha. Đúng không anh? Rồi ok. Cái miếng anh Phong nãy mới nướng miếng này miếng gì đây? Cái đó hai miếng, một cái heo rừng với một cái này. Rồi ok. Mình dở không vậy? Lên đi, chỗ ngon. Xin nhắc lại các bạn, cái quán này địa chỉ là 293 Lê Lợi Nối Dài, nó phường 1. Các bạn vô đây mà các bạn kêu cái món đà điểu. Đó, đà điểu, tôi cực kỳ thích cái món đà điểu ở đây. Đó, kêu món đà điểu ăn, rất là ngon. Cậu vậy im, sao ấm niêm, ánh niêm. Ngon lắm mẹ ơi. Ngon dữ lắm á. Đà điểu á. Ăn điểu rồi, điểu cuốn điểu. Chạy lên. Cuốn cuốn nhậu. Còn mặn mặn. Trộn nhau. Thử ngon lắm. Mày xé nhẹ miếng cơm mày ăn đi. Ăn trước đi rồi mày cảm nhận cơm đi. Không rồi. Đúng không? Thân biệt liền đúng không? Thì 3 phần hồi nãy như mình để menu cho các bạn xem á. Anh Phong hình như 3 phần này là mỗi phần như tiền anh. Mình sẽ báo giá cho các bạn biết luôn. Đó, nhìn nghe tên về đó các bạn biết giá luôn à. Đó, mỗi phần chỉ có 60k thôi nha các bạn. Đó, ngon rẻ nữa. Ngon rẻ rồi, địa điểm ngồi thoải mái. Ok, view quay đường ok không? Thoải mái ha. Đúng là đây phòng thủy gì sao đó ta. Là xanh trời lặn xuống nè, đèn lên đó, đèn lên người khách kéo vô ha. Rồi thì cái quán hôm nay đến đời sinh đến đây đã kết thúc. Thì nếu các bạn thấy mình review chi tiết ở cái quán này đó, các bạn cảm nhận đó, mình đã cảm nhận hết mức chi tiết hết cho các bạn biết rồi đó, các bạn muốn biết nó như rõ ràng hơn nữa, các bạn muốn biết nó ra như thế nào thì các bạn hãy đến đây đó. Nằm trên đường Lê Lợi Nối Dài nha các bạn. Đời sinh nha. Nó có order trước rồi các bạn, hoặc là ship đem ship tận nơi cho các bạn thưởng thức luôn nha. Nó đời sinh luôn đón chào các bạn. Đó, các bạn ủng hộ quán đời sinh của quán anh Phong nha các bạn. Anh chủ quán rất là đẹp trai, dễ thương. Nó thắc mắc cái gì các bạn cứ nói chuyện với anh chủ quán. Chủ quán rất là dễ chịu nha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ để lại một like đó, và một lượt đăng ký kênh ở bên dưới đó, cho mình ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Ngủ ăn đi em, sau nãy giờ em nướng nhậu, ăn đi. Rồi hết quay ăn đi.